ba lần. Nam mô Tát sa Phật-a-wa-tô A-ra-ha-tô Sam-ma Sam-bu-đa-sa. Nam mô Tát sa Phật-a-wa-tô A-ra-ha-tô Sam-ma Sam-bu-đa-sa. Nam mô Tát sa Phật-a-wa-tô A-ra-ha-tô Sam-ma Sam-bu-đa-sa. Sam bê sang ca ra nứt cha ti ya la ban nha ya ba cha ti a tha ni bin da ti đúc khê e sa mắc gơ vi sơ ti ya sam bê sang ca ra đúc khê ti ya la ban nha ya ba cha ti a tha ni bin da ti đúc khê e sa mắc gơ vi sơ ti ya sam bê dham ma an ta ti ya la ban nha ya ba cha ti a tha ni bin da ti đúc khê e sa mắc gơ vi sơ ti ya. Tất cả hành vô thường, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Tất cả hành khổ đau, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Tất cả pháp vô ngã, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Kính thưa bà con, hôm nay chúng ta sẽ học đến cái kệ ngôn số 61. Kệ ngôn này nó xuất phát từ cái tích một vị đệ tử của Đại Đức Maha Kassapa, Đại Đức Ca Diếp. Vị đệ tử này là một nghịch đồ, cho nên khi sống gần thầy biến nhát, không có siêng năng, thành ra thầy đem tâm mà nhắc nhở. Nhắc nhở y càng nhiều thì y càng cột oan trái với ngài đại đức của chúng ta. Thế thì một bữa nọ, đại đức của chúng ta đi ra làng, thì vị ấy ở trong rừng, lấy đồ đập phá hết những cái vật dụng ở trong cốc của đại đức và đốt luôn cái cốc bằng lá. Rồi có một vị về kỳ viên tịnh xá để kể cho Đức Phật nghe, thì Đức Phật mới nói rằng cái vị học trò này của Maha Kassapa không phải đời này nó mới ngang ngược như vậy, đời quá khứ nó đã từng như thế rồi. Thì theo lời thỉnh mời của chư tăng thì Đức Phật kể lại chuyện xưa nữa. Tuy nhiên cái tích này nó không dài lắm, cho nên sư sẽ đọc cho bà con nghe. Như vậy khi sư nói tóm tắt cái đại ý của cái tích để bà con tiện theo dõi, để nhiều khi vào trong mà sư đọc rồi bà con nó buồn ngủ. Buồn ngủ nó không biết người ta đâu rồi. Lúc mà thức dậy rồi không biết người ta đâu đó. Nói trước cái đại khái vậy đó. Rồi bây giờ sư sẽ đọc cái bài kệ số 61 này trước. Thì nhân cái chuyện đó, Đức Thế Tôn mới nói bài kệ rằng: Chá ranh chê na đi gách chay giá xây dân xá đi xá mát tá nô ê cá chá ri dân đành lá cá ri ya a cá di ra nát thí ba lê sa hà gia ta. Nghĩa việc là tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không bè bạn kẻ ngu. Cái kệ này mà phổ vần theo cái thể lục bát á, thì trưởng lão của chúng ta nó phổ như thế này: ví như chẳng được kết đôi với người cao hoặc bằng ngôi thứ mình, thà rằng quyết chí độc hành, kẻ ngu chẳng phải bạn lành thâm giao. Kệ pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngài ngự tại thành Xá Vệ, tại thành Xá Vệ.
Câu chuyện này phát khởi từ thành Rajagaha, thành Vương Xá. Chuyện kể rằng thở ấy trưởng lão nương náo, trưởng lão Mahakasapa đó nương náo ở trong cái động Bíp Phá Lý Guha Lạc Tiêu phụ cận, ở phụ cận thành thành Vương Xá. Ngài có được hai vị đệ tử theo hầu. Trong hai vị, một vị thì chăm làm phận sự đàng hoàng tử tế, còn vị kia thì xảo trá, thường mạo nhận công việc của bạn là việc của mình làm. Như khi biết bạn sắp đặt nước rửa mặt, cây trà răng xong rồi đó, thì ông mau chân đi đến bạch với trưởng lão rằng: kính bạch ngài, nước rửa mặt, cây trà răng đã sẵn rồi, xin ngài đi rửa mặt. Đến giờ trưởng lão rửa chân hoặc là tắm gội chẳng hạn, ông ta cũng đi thỉnh trưởng lão như thế đó. Vị đệ tử siêng năng làm phận sự thấy vậy mới nghĩ rằng: ông này luôn cướp công lao của ta, làm trưởng lão ngỡ lầm là của ông, ta phải làm cho vị này bỏ cái tật ấy mới được. Đến xế chiều, vị kia ngủ dậy, thấy hơi nước nóng á, xông ra, mới nghĩ rằng, xông ra từ cái nhà tắm hơi của Chư Tăng, mới nghĩ rằng chắc có nước sôi nấu sẵn để ở trong nhà tắm rồi. Có ngờ đâu khi ông lười biếng ăn rồi đi ngủ, còn vị siêng năng thì nấu nước tắm châm đầy bình giấu phía sau phòng tắm, chỉ chừa lại trong nồi một gáo nước sôi đủ cho nó có cái hơi bay ra mà thôi. Đó nghe là đánh lượm kìa. Thế nên vị lười biếng đi đến bạch với trưởng lão rằng: kính bạch ngài, xin thỉnh ngài đi tắm. Nói rồi ông ta cùng với trưởng lão đi vào nhà tắm. Khi ấy thấy không có nước, trưởng lão mới hỏi rằng: nước ở đâu này đạo hữu? Vị ấy liền đi vào nhà nấu nước, đưa vá vào cái nồi nước mới biết là cái nồi không, bèn xách bình ra đi múc nước. Vừa đi vừa cằn nhằn: hãy coi đó, thứ đồ mắc dạy, nó bắt cái nồi không lên bếp rồi bỏ đi đâu mất, làm mình tưởng có sẵn nước trong nhà tắm mới đi thỉnh trưởng lão. Khi ấy vị đệ tử siêng năng mới xách cái bình nước nóng giấu vào sau nhà tắm, đem vào nhà tắm. Trưởng lão mới nghĩ rằng: ông sư trẻ nói nước nấu sẵn rồi để trong nhà tắm, thỉnh ngài đi tắm, mà giờ đây lại vừa xách bình đi múc nước vừa cằn nhằn, thế là làm sao? Đợi vị ấy trở lại, trưởng lão bảo ông ngồi đàng hoàng rồi, trưởng lão mới ban cái huấn từ rằng, có nghĩa là trưởng lão mở lời để khuyên nhủ: này đạo hữu, phàm là tỳ khưu thì việc nào có làm mới nhận là của mình làm, bằng không thì thôi. Còn ông đã nói với ta trong nhà tắm đã có nước sẵn, thỉnh ngài đi tắm, nhưng ta vào thì đứng chờ, còn ông thì xách bình ra đi vừa cằn nhằn. Người xuất gia không nên làm như thế. Vị đệ tử mới nói thầm: ai mà coi ngài trưởng lão mà còn làm như vậy đó. Vì vấn đề nước tắm mà ngài rầy la ta nặng nề như thế, ông giận thầy tế độ, nên hôm sau ông đi khất thực với trưởng lão. Ông không đi nữa. Trưởng lão cùng với đệ tử kia đi đến một địa phương nọ. Trong lúc vắng trưởng lão, vị đệ tử cứng đầu này, vị ấy mới sao? Mới đi đến nhà của các người hộ độ trưởng lão. Chủ nhà hỏi: kính bạch ngài, trưởng lão của chúng ta đâu rồi? Vị ấy mới trả lời: trưởng lão trong mình không được khỏe nên còn ngồi trong chùa.
Kính bạch Ngài, tôi phải làm gì bây giờ? Cư sĩ hỏi. Vị tỳ khưu đáp: ông hãy đặt bát dâng cho trưởng lão những thực phẩm có tên như vậy như vậy. Vị tỳ khưu ấy giả cách đi bát về nuôi thầy, nên nói món gì thì chủ nhà lo tìm đủ món ấy rồi để bát cúng dường. Ông ta đi nửa đường kiếm chỗ ngồi rồi ăn hết mới về chùa. Ở địa phương nơi trưởng lão đến, người ta dâng cho trưởng lão một lá y bằng vải nhuyễn rất tốt. Trưởng lão cho lại vị đệ tử đi theo mình. Ông này mừng rỡ lấy tấm y mới đắp lên mình. Qua hôm sau, trưởng lão đến nhà người hộ độ của mình. Chủ nhà bạch hỏi: kính bạch ngài, nghe nói ngài không được khỏe trong mình, chúng con có sắp đặt thực phẩm theo lời chỉ dẫn của ông tỳ khưu trẻ và gửi cho ông ta mang về cho ngài, chẳng hay ngài dùng rồi hay nghe có khỏe trong người không? Trưởng lão nghe vậy, ngài làm thinh. Trưởng lão về chùa, khi vị ấy đảnh lễ ngài xong, trưởng lão mới dạy rằng: này đạo hữu, nghe nói ngày hôm qua ông đã làm việc như vậy. Những người xuất gia không nên ăn dùng những cái thực phẩm mà mình quán thấy không có hợp lẽ đạo như vậy. Bị rầy lần này, ông đệ tử giận lắm, bèn cột oan trái với trưởng lão. Bữa hôm trước về vụ nước, ngài đã cho ta là kẻ láo xược. Ngày hôm nay thực phẩm mà thiện tín hộ độ cho ngài dâng cho ta, ta đã ăn hết rồi. Ngài còn bảo là phải quán xét rồi mới nên thọ dụng. Được y mới, ngài cho riêng đệ tử theo hầu ngài. Ôi, nghiệp của ngài nặng lắm thay. Đã đối xử khắc nghiệt với ta thì ta cũng sẽ biết cách mà đối phó lại vậy. Hôm sau, thừa lúc trưởng lão đi vào làng, ông sư ấy ở lại một mình nơi chùa, lấy gậy đập bể hết các đồ vật dụng của trưởng lão, lại nổi lửa đốt cái cốc lá của trưởng lão. Còn món nào không thể cháy, ông ta lấy chài vồ để mà đập bể ra rồi bỏ đi luôn. Về sau, ông ta chết bị đọa vào địa ngục vô gián Avicii đó. Đại chúng khởi lên bàn tán việc này như vậy. Nghe nói đệ tử của trưởng lão không chịu đựng nổi sự giáo hóa của trưởng lão, nổi xung thiên lên đã đốt cháy cái thảo am của trưởng lão và bỏ đi mất rồi. Sau đó có một vị tỳ khưu rời thành Vương Xá đi đến thành Xá Vệ. Đi vào tịnh xá kỳ viên rồi, đi đến chỗ Đức Thế Tôn ý kiến. Khi vị này đảnh lễ xong, Đức Thế Tôn tiếp chuyện thân hữu rồi hỏi rằng: ông từ đâu về đây? Vị tỳ khưu thưa: kính bạch ngài, con từ thành Vương Xá đến đây. Ca Diếp con trai ta có được dễ chịu chăng? Kính bạch ngài, được dễ chịu. Tuy nhiên có một vị đệ tử của ngài ấy đã chẳng nghe lời giáo huấn của trưởng lão ấy mà còn sanh tâm thù hận, nổi lửa đốt cháy cái thảo am của trưởng lão rồi bỏ đi mất. Đức Thế Tôn minh định rằng không phải chỉ bây giờ ông ấy mới căm thù khi được nghe lời giáo hóa đâu, xưa kia ông ấy cũng đã từng căm thù như thế rồi. Không phải chỉ bây giờ ông ta mới phá cốc liêu đâu, xưa kia ông ta cũng đã từng phá hoại như thế rồi. Đoạn Đức Thế Tôn tiếp theo thì thuật lại tiền tích cho các vị tỳ khưu nghe. Đức Thế Tôn mới kể thế này: thời xưa với triều đại của vua Phạm Chí đóng tại kinh thành Ba La Nại, trong miền núi Tuyết Lãnh có một con sáo trú ẩn ở trong cái ổ của nó. Một hôm,
Trong lúc mưa giông, một con khỉ rét rung lập cập mon men đi vào miền núi ấy. Sáu thấy khỉ bèn hót lên bài kệ rằng: Monot sache wa te si sang hát thá ba đa cha và nara á thá kê na nu quan chê na á ga ran tê na quýt cha tị. Thì cái nghĩa Việt là: anh có đầu giống người, đủ tay chân khỉ ơi, sao không làm nhà ở để lang thang ngoài trời? Khỉ ta mới nghĩ thầm: dầu ta có đủ tay chân, nhưng ta còn thiếu trí tuệ sáng suốt để mà kiến tạo nhà. Muốn nói lên cho sáu biết việc này, khỉ cũng hú lên bài kệ rằng: Manut sa se wa me si sang hát thá ba đa cha xin ghi lá gia hú sẽ tha manut se su sa me ban nha na quýt cha ti. Nghĩa là: ta có đầu giống người, đủ tay chân sáu ơi, nhưng ta thiếu trí tuệ, phải thua kém người đời. Câu chuyện đối đáp về nhà ở giữa cầm và thú ban đầu còn êm ái, nhưng dần dần đi đến chỗ gai cấn. Sáu liền nói lên hai bài kệ trách khỉ rằng: A ná quát thí tá chít tát xá lá hú chít tát xá đúp thị nồ nít chăn ách đú quá si lát xá su khá pa vô na quýt cha tí so ca rát xa nụ pa quăng toăng toăng quy tí quát tát su si lý dân si tá quà tá ba rít ba năng cá rát số cụ tị căng cá bì. Sáu nói rằng: người có tâm bất an, à, để mở cửa cái bà con nào vào đó. Kệ này sáu nói rằng: người có tâm bất an, nóng nảy gây trái oan, thường bôn chôn luyến khỉ, không vui vẻ hân hoan, tự nâng cao giá trị, thời giờ đừng lãng phí, anh nên cất cái chòi, gió rét có nơi nghỉ. Con khỉ tức giận nói rằng: con này dám chơi ta là kẻ có tâm bất an, có tâm nóng nảy, ưa gây oan trái và thường bôn chôn. Bây giờ ta hãy cho nó thấy sự ta ưa gây oan trái của ta một lần cho nó tận. Khỉ ta liền bứt phá tan hoang ổ của con sáo. Con sáo thấy động ổ như vậy vội thoát ra rồi bay mất. Sau khi thuyết xong tích này, Đức Thế Tôn dẫn giải rằng: con khỉ lúc trước nay là vị tỳ khưu phá cốc của thầy Tây Độ, còn con sáu ấy nay là Maha Kachapa. Để kết luận, Đức Thế Tôn lập lại bài kệ rằng: như thế này các tỳ khưu, không phải bây giờ người giáo huấn mà bị phá hoại chỗ ngủ của người, còn con trai của ta là Maha Kachapa mà ở chung với cái kẻ ngu si như thế đó, thì thà là ở một mình đơn chiếc còn hơn. Nói rồi ngài đọc lên cái pháp cú số 61 hôm nay chúng ta học đây.
cha ran che na đi gạch chay giá say giang xá đi sa mát ta nô e ca cha ri giang đành lăng ca di ra nát thí ba lê sa ha gia ta, nghĩa là tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không bè bạn kẻ ngu. Rồi bây giờ chúng ta học chú giải. Ở trong đây chúng ta thấy cái từ cha ranh chê. Từ cha ranh chê này, từ gốc của nó là cha rá, nghĩa là đi. Nhưng mà đi nó kèm theo cái từ gì nữa? Na đi gạch chày giá. Ai gạch chày giá là đi đến cái nơi mà mình đã mong muốn. À thì đi đến, cả nhà là đi đến cái nơi mình đã mong muốn đó, đã đi đến đó. Nhưng mà ở đây nó có chữ, cái chữ na đó, thành ra là không đi chung với cái người gì, với cái người ngu được. Ở dưới chúng ta thấy cái từ ba lê này là người ngu. Bây giờ chúng ta xuống chú giải, chúng ta học để giải mấy cái từ này rộng ra chúng ta hiểu. Xây dân xa đi xa mát ta nô là nếu không gặp được người nào cao hơn mình hoặc ngang hàng mình về phương diện gì? Giới định tuệ. Đây là con đường đi đến cái chỗ mình cần, có nghĩa là niết bàn. Cho nên ở trên cái từ chúng ta thấy, cái từ mà a đi gạch chày giá đó là đi, là đi đến cái chỗ mình cần đó. Như vậy đi ở đây là nghĩa bóng chứ không phải bước bằng hai cái chân này. Đi ở đây có nghĩa là cái phương thức tu tập, cái đời sống của người tu hành. Rồi ê cá chá ri dân, ê cá này là một mình, thà là một mình quả thật như vậy. Đây vận động nè, kết bạn với người cao thì giới hạnh càng thêm tăng tiến, kết bạn với người bằng thì giới hạnh không suy giảm, còn kết bạn với cả kém hèn khi ở chung, ăn chung, làm việc chung thì giới hạnh lần lần bị thua sút. Có Phật ngôn rằng ê quá ru bô búc gá lô ná xê ná xê quý tắp bô ná pa chi tắp bô ná ba dí ru ba si tắp bô anh nhát thá anh ấp đa già anh nhát thá anh ấp cầm bà tí. Đó, này giải luôn nè. Kẻ nam tử như vậy ta không nên thân cận, không nên giao du, không nên liên kết, trừ ra vì lòng thương xót muốn tới độ. Cho nên nếu vì lòng bi mẫn ta thấy rằng được nương theo ta, thanh niên này sẽ tăng trưởng giới hạnh, rồi ta đối đãi tử tế mà không cầu mong sự đền đáp chút nào. Nếu ta làm được như vậy thì rất tốt, bằng không được như vậy thà ở một mình còn tốt hơn. Đó, giải rộng ra là như vậy đó, thà ở một mình là ý đó. Ở đây chúng ta thấy cái từ canh lăng này kiên chắc, kiên định, bền bỉ, luôn luôn vững chắc như vậy. Cá dí ra là hành động, là thực hành, là chúng ta hành pháp á. Như vậy giảng rộng ra là người cô tịch một mình, kiên cố bền bỉ, trú tâm trong bốn oai nghi như là bạn đồng cư. Tại sao vậy? Tại vì ở dưới đây ba từ này quan trọng nhất. Nát thí ba lê sa ha gia ta, nát thí là không, ba lê là người ngu, sa ha gia ta là là đi chung.
cùng chung liên kết. Như vậy nó tới là không liên kết với ai, với kẻ ngu là ba lê. Rồi giãn rộng ra, tiếng sa ha gia ta là tình bạn, được dùng với ý nghĩa phần tiểu giới, phần trung giới, phần đại giới. Mười đề luận là mười câu chuyện vị tỳ khú muốn nói phải nói một trong mười chuyện đó thôi. Mười ba chi pháp đầu đà, pháp minh sát, bốn đạo, bốn quả, ba cái minh, sáu cái thông, có nghĩa là lục thông đó. Những giới đức trên đây không có nơi kẻ ngu si. Rồi dứt thời pháp thì sao? Vị tỳ khu khách chứng đắc được tu đầu hờn, các vị khác thì cũng được chứng đắc tu đầu hờn và hội chúng được nhiều lợi ích. Bây giờ chúng ta chưa đọc cái phần trưởng lão, chúng ta xuống cái phần của vị thiện nam Ubasaka. Thiện nam là Phạm Kim Khánh, bác Phạm Kim Khánh dịch cái chú giải bên đây cho chúng ta thấy rộng ra nữa nè. Cái từ Sahayata là người cuồng giải. Ở đây là người cuồng giải. Theo bản chú giải, danh từ này có liên quan đến phần phẩm hạnh cao thượng, tuệ minh sát, con đường thánh quả. Như vậy không nên hiểu cuồng giải theo định nghĩa thông thường. Cuồng giải là nghịch nghĩa với phần phẩm hạnh cao thượng, tuệ minh sát, không đi trên con đường đưa đến giải thoát. Đã cái định nghĩa của chú giải ở cái chữ cuồng giải ở đây là như vậy, chớ không phải cái cuồng giải là giống như mình thấy bình thường, cái người điên loạn là không phải, đó là quá nặng rồi. Cái người mà không có giới thôi rồi không, mình không thể kết bạn được. Khi mình muốn đi đến Niết Bàn thì người mà không có giới đó nó không thể đi chung với mình. Ở đây định nghĩa người cuồng dại là như vậy đó, chớ không phải điên loạn là quậy phá phá làng phá xóm rồi không, hay là hoặc là nó không biết gì luôn, không, cái đó quá nặng rồi. Rồi bây giờ chúng ta bàn cái tích chút xíu, chúng ta đọc cái phần trưởng lão sao. Ở đây chúng ta thấy cái phần ở trên của cái tích này, khởi đầu của cái tích này nè. Ở đây nó ngay cái giai đoạn trong hai vị, một vị thì chăm làm phận sự đàng hoàng, tử tế, còn vị kia thì xảo trá, thường là mạo nhận công việc của bạn là việc của mình. Nhưng khi biết bạn sắp đặt nước rửa mặt cái chợ răng rồi đó thì ông ta sao? Mau chân chạy đến chỗ trưởng lão để mà bạch thỉnh. Thì ở đây chúng ta, ở đời chúng ta thường dùng cái từ gì nói đến cái dạng người này? Chúng ta dùng cái từ gọi là người giỏi cướp công của kẻ khác, là người này đây. Thì như vậy chúng ta mà cứ nghe cái người nào đó cướp cái công của người khác, mà mình biết người đó đang kể, đang nói về cái chuyện đó như là của mình làm, như thật sự mình biết việc đó của người kia kìa, thì nằm trong cái dạng này nè. Người này gọi là người không có thật, xảo trá. Người này là cái người chắc chắn không thể đi chung đường được với chúng ta. Vì sao? Họ không có giới. Đấy. Rồi. Người này sao? Người này á, sống với cái tâm này quen rồi. Bây giờ thầy tới độ là ngài Maha Kassapa khuyên nhủ. Chúng ta thấy ở đây ngài khuyên nhủ rất là rõ ràng. Này đạo hữu, phàm là tỳ khưu thì việc nào có làm mới nhận là của mình làm, bằng không thì thôi. Còn ông đã nói với ta trong nhà tắm đã có nước sẵn, thỉnh ngài đi tắm.
nhưng ta vào thì đứng chờ. Còn ông thì xách bình đi ra, vượt căn nhân. Người xuất gia không nên làm như thế. Đây là lời khuyên của thầy tới độ. Như vậy thầy tế độ có làm đúng phận sự của mình không? Rõ ràng ở đây thầy tế độ làm đúng phận sự, vì nhận họ vào làm đệ tử, họ hầu mình thì mình phải có phận sự dạy dỗ họ để biết kinh, biết luật, biết cách thành thiền để đi đến giải thoát. Vậy đại đức của chúng ta thấy vị đại đức nhỏ này sai trái quá nặng nề như thế, ông giận thầy tế độ của mình. Bây giờ ở đây chúng ta thấy cái phần này á, bây giờ chúng ta đi phân tích tâm lý chúng sanh phải không? Đây nè, đây nè. Tại giờ mấy nhà mà gì đó, hình sự học đồ mà nó phải học mấy cái này. Nó không học cái này nó không hiểu được đâu. Chúng ta bàn rất nhiều, hôm nay chúng ta học tình như cái kệ thứ hai của phẩm người ngu. Sắp tới là liên tiếp những cái tích liên quan đến người ngu. Bây giờ chúng ta bàn để chúng ta nắm chắc, nắm rõ cái tính chất của người ngu. Người ngu là sao? Là cái người đã nói rồi, cơ bản là họ không có sống thật, không có giới, cho nên nó trở thành một gì? Một người láo và sượt nè, rồi cứng đầu nè, không có chấp nhận người ta khuyên nhủ, dầu người ta khuyên đúng. Tại sao không chấp nhận khi được người thầy khuyên nhủ? Ở đời cái người cứng đầu phá làng phá xóm, tổn hại tài sản hay là sức khỏe của người khác, danh dự của người khác, thì người ta đánh trả. Người ta đánh trả không được thì người ta thưa kiện, ta nhờ cái lực lượng mạnh hơn để giải quyết. Thì cái gọi là gì? Cái lực lượng mà mạnh hơn là giải quyết đó, mình nói là cái ban hòa giải, cái ma, cái là chính quyền tòa án gì đó, đem ra mới xét xử về này. Nhưng mà người ta không có học giống như chúng ta, là tại sao nó đi đến tình trạng này. Chúng ta là những người tu sĩ, là đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải học từ cái gốc. Tại sao nó đi đến cái tình trạng là công của người ta thì mình cướp, thầy khuyên nhủ đúng pháp thì không nghe? Tại sao? Đó, mình bàn cho đó. Chứ còn đem ra mang ra xử thì dễ rồi, có luật sẵn đó. Xử cái luật mà mạnh nhất á, công bằng nhất á, cuối cùng sẽ nát đạo đó. À, cái luật đó là luật công bằng nhất á, là cuối cùng nó mới xử. Chứ còn cái luật mà Đức Phật chế ra hay là cái luật của đời chế ra thì đem ra xử liền, phải không? Thì cái xử là cái sao? Cũng giống như cái mục nhọt, nó u lên rồi nó bể miệng ra, rồi bây giờ nó rỉ nước ra. Chúng ta lấy gì? Lấy bông gòn, lấy này cái nọ lại, chúng ta bó, chúng ta chậm, thì cái đó là chúng ta chỉ giải quyết cái đọt thôi. Còn cái gốc nó là đâu? Cái gốc đó là thức ăn, thức uống. Đó là dựa trên cơ thể chúng ta nói. Cũng giống như vậy, bây giờ dựa trên tâm lý. Cái việc mà vị này đi đến ngang ngược, sắc sược, không chân thật, cướp công người ta, thầy nói thì cứng đầu không nghe, còn oan trái trở lại, thì nó xuất phát từ cái thói quen, chứ không phải đơn giản, đơn thuần. Rồi mà cái thói quen là gì? Đức Phật dạy chúng ta là nghiệp. Thói quen nó thành nghiệp. Mà cái nghiệp vị này thì cứ mấy cái trò bất thiện. Rồi chúng ta lần tới nữa, tại sao nó đẻ ra mấy trò bất thiện đó?
lại lần lại cái gốc nữa, gần hơn nữa. Là tại vì dục làm nhân, dục làm duyên, chính dục làm nhân duyên. Như vậy dục là làm nhân làm duyên, chính dục làm nhân duyên này. Nghĩa là sao? Người đó muốn mình khỏe, lạc, chán ghét khổ, mệt, nhọc. Cái này là cái gốc của vấn đề, nó nằm ngay đây thôi, đâu quá đó. Khi một chúng sanh như chúng ta thích an lạc, thích sướng, thích vui, chán ghét, khổ, mệt, nhọc, bỏ công, cái chỗ này thôi, không đâu đó. Cái dân mà trong cõi dục của mình là bị cái bệnh chỗ này, này là cái gốc. Chúng ta bàn rất nhiều chứ không bao giờ quên ngắt cái chỗ này. Nó là cái gốc. Một khi mà biến nhát rồi đó thì vụ vị ấy không ăn, không mặc, không ngủ, không xài đồ sao? Không. Cái dân biến nhát nó vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn uống, vẫn xài đồ, mà không muốn bỏ công ra, cho nên phải nghĩ ra nhiều chiêu trò. Trong đó có cái cướp công của người khác, chiếm đoạt tài sản của người khác nè. Nhẹ hơn nữa là tìm cách để mà họ tin mình, họ thương mình, họ quý mình, họ trọng mình, để họ lo cho mình. Nghĩa là có vật dụng bằng cách không chân chánh. Vật dụng ấy đem phục vụ cái thân này được gọi là tà mạng. Như vậy cái gốc là muốn lạc, muốn sướng, muốn khỏe, không muốn bỏ công, sợ khổ, chán nản, mệt mỏi. Mà lạc thì lúc nào cũng muốn. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta muốn khắc phục cái lỗi lầm sau này chúng ta có thể phạm thì phải khắc phục ngay chỗ này. Khắc phục chỗ nào? Này các tỳ khưu, pháp nào do con mắt nhận thức, con mắt nó thấy đó, mà khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên, các ngươi phải nhiếp phục ngay cái điểm đó. Như vậy nó đâu phải cái tích đơn thuần. Cái tích này mình học theo cái lối, mình đang là đệ tử của Đức Phật, mình học theo cái lối, mình phải hành. Như vậy cái gì, cái nhánh của nó, cái nhánh của nó là phạm giới, cứng đầu, người khác khuyên không được, à, nhánh của nó. Cái quả, cái hoa quả của nó là ác đạo. Cái gốc của nó chính là thích lạc, sợ khổ, biến nhát. Cái tật mà muốn sướng, muốn lạc, không bỏ, xài vật dụng không có thu thúc lục căn, không có quán tưởng vật dụng, nó sẽ dẫn một loạt cho tới địa ngục A Tỳ. Cho nên bây giờ chúng ta mà học á, 100, 1000, 1 tỷ cái câu nói hay đi nữa, mà nhất là lúc trước sư còn ăn chay đó, học nhiều lắm, nhiều ba cái từ, cái câu rất là hay, nhưng cái hay đó lợi ích gì? Không giúp mình được cái gì hết. Vì sao? Phương thức để thoát khỏi chỗ này không có. Còn bây giờ chúng ta học trong chánh tạng và chú giải trong Theravada này, người ta giải ra cho mình từ cái lời dạy của Đức Phật rất là cụ thể để chúng ta hành. Như vậy chúng ta không phải đọc tích để mà biết cái tích, không, đọc tích để mà biết cái tật xấu, cái tánh tốt, rồi để rồi mình phải hành luôn. Hành bắt nguồn ngay chỗ nào? Ngay chỗ xài vật dụng phải quán tưởng, lục căn phải thu thúc, bằng không nó sẽ phạm giới bổn, là một nhánh.
phạm giới tà mạng là hai nhánh. Cứng đầu không nghe bậc thiện trí khuyên nhủ là một nét. Làm sống phạm giới như vậy đó, cuối cùng là địa ngục nè. Cho nên đây nè, từ chỗ này dẫn đến nè, vì không thích ai dạy dỗ mình, đừng nói tới mình. Vì sao vậy? Tôi chỉ muốn làm theo tôi thôi, tôi muốn sống theo tôi thôi, tôi thích cái gì là làm theo ý tôi cái đó, nó quen rồi. Cho nên bây giờ giàu làm tỳ khưu cũng biến nhát để đi cướp công người khác, để rồi thầy tới độ khuyên nhủ liền tự ái đó. Ông nói là có đó, ngài trưởng lão à, cả như là làm vậy đó. Cái việc nước này như thế này mà thầy ông rầy mình chưa là cai cú rồi, là giận nè. Đây là giận thầy tới độ, giận thầy tới độ rồi sao? Giận đến à, bắt đầu giận đến này, giận đến trưởng lão đi đến địa phương nọ, ví dụ như là trưởng lão đi thành phố đi ha, ở đây cái là ở trong chùa cái là 2-3 ngày, vị ấy mới đi ra ngoài làng nè. Đó, đi ra làng thì cái đường khắc thực mà thường ngày là vị ấy với trưởng lão đi bắt. Đi ra đến nhà người ta thì người ta thấy không có trưởng lão, ta hỏi nè, ông nói sao? Trưởng lão trong mình không được khỏe, nói dối. Thấy phạm giới chưa? Đây thì giới bổn. Như vậy chúng ta không thu thúc lục căn là giới thu thúc, không quán tưởng vật dụng là giới quán tưởng, nó dẫn đến phạm giới bổn và giới tà mạng. Rồi, trưởng lão trong mình không được khỏe nên còn ngồi trong chùa, sướng không? Trong khi thầy mình đi thành phố rồi ha, ghê như vậy. Đây là nói dối, phạm giới bổn. Rồi, bây giờ trưởng lão về, trưởng lão nghe người ta nói lại, rồi trưởng lão sao? Tiếp tục khuyên nhủ thầy đệ tử mình. Này đạo hữu, nghe nói ngày hôm qua ông đã làm cái việc như vậy đó, có nghĩa là ông đi vào làng, ông nói tôi bệnh để người ta cúng dường món này món nọ, nghe là ông nói dối. Rồi ông ăn cái vật thực họ cúng dường dành cho tôi á, vì ông dựng cảnh. Cho nên sao? Ngài mới khuyên là những người xuất gia không nên ăn, không nên ăn, không nên dùng những cái thực phẩm đó. Thực phẩm gì? Cái thực phẩm mà mình quán thấy không có hợp lẽ đạo. Như vậy nói dối để có vật thực ấy, vật thực ấy nuôi cái mạng này là không hợp lẽ, phạm luôn cả hai phần giới. Nuôi mạng không được thanh tịnh, bị cái món này nó có từ cái phạm giới, nó phạm luôn qua cái phần giới thứ tư là giới nuôi mạng thanh tịnh. Cái đề này nó đi theo chúng ta cho đến chúng ta chứng A-la-hán vô dư niết bàn luôn á, không có rời ra được đâu. Bốn phần giới này, nếu như bây giờ thì sẽ nhắc lại, chứ cả là lần nào cũng nhắc hết đó. Nếu như một người cư sĩ chỉ tạo phước để sanh thiên, để luân hồi, để hưởng phước thôi, không cần bàn bố thí giữ giới bổn, giữ giới tà mạng, được rồi. Nhưng mà vị nào muốn thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, thời bốn phần giới này vị ấy phải thực hành là cơ bản. Chớ đừng nói mình là cư sĩ, tiền của mình làm ra rồi, ăn ngủ theo ý được đó, nhưng nó không có khả năng để thoát khỏi luân hồi đâu. Vì sao vậy? Vì chúng ta ăn không có quán tưởng, lục căn chúng ta không thu thúc, chúng ta chỉ giữ giới bổn và giới chánh mạng thôi. Tại như vậy à, tạo phước rồi xài hết phước rồi sanh ở cõi ác, rồi ra phước trổ rồi sanh cõi thiện, cứ thế. Còn người tu muốn thoát khỏi luân hồi, buộc lòng chúng ta phải hành đủ bốn phần giới. Vậy
Hôm nay đụng cái tích này, chúng ta bàn quay ngược lại cũng là bốn phần giới. Như vậy qua tích này chúng ta thấy một người phạm tội như thế này để đi đến cuối cùng sanh A Tỳ. Nó xuất phát từ một cái nơi rất dễ nhận ra mà chúng ta không nhận ra được. Nhắc lại, nơi đó là nơi nào? Là dùng các vật dụng như ý mình quen rồi, không bao giờ thu thúc, không bao giờ quán tưởng. Thói quen hưởng thụ này cứ xài, không bao giờ ý thức được rằng nó là một mối nguy hiểm, nó là một cái nguồn cội gây ra biết bao nhiêu cái bất thiện về sau để lọt ác đạo. Chúng ta không ý thức nó. Như vậy chúng ta nhắc lại lần nữa, chúng ta học tích không phải để biết tích, mà học tích để hành. Rồi như vậy chúng ta thấy là thấy tạm ổn ha, là tạm ổn. Ở đây chúng ta bàn thêm cái từ ba lá. Ba lê là người ngu. Người ngu này hôm nay chúng ta bàn để mấy bữa tiếp theo nữa, mấy cái kệ tiếp theo trong cái phẩm người ngu này chúng ta không cần bàn. Vì cái từ ba lá này nó sẽ đi theo cả cái phẩm này. Như vậy hồi nãy với chú giải đã có định nghĩa người ngu này không phải nằm trong cái dạng đần độn điên loạn, không. Cái từ này giảng rộng ra, một người đẹp trai nè, con nhà giàu học giỏi, ăn nói dễ thương, nhiều người kính mến, người này vẫn không biết cách làm để cho mình đi đến cõi lạc và đi đến cái bàn. Người đó vẫn nằm trong cái dạng mà Đức Phật nói ở đây là ba la, người ngu. Cho nên trong bài kinh Mangala Sutta, sư nhắc lại cái bài kinh Mangala Sutta nó khoảng mấy chục lần nó liên quan đến cái chữ ba la này. Không có một cái gọi là hành động bất thiện nào, dầu thân hay khẩu hay ý, mà nó xuất phát từ người trí. Nó phải xuất phát từ người ngu. Cái từ ba lá này là đại biểu đó, là một người đó. Như vậy một người ở đời có thể làm một đại gia cực kỳ thành đạt, một nhà quân sự, một nhà chính trị lỗi lạc, một nhà bác học luôn, vẫn nằm trong cái từ này. Vì sao vậy? Vì trong kinh đã nói người nào không biết cách để làm cho mình đi đến cõi lành mà niết bàn, người đó nằm trong cái chữ này. Cho nên trong cái bài kệ này chúng ta không thể nào đồng hành với người như vậy được, trừ khi chúng ta muốn độ họ. Nếu chúng ta có sức, nhờ vô chú giải đã dạy, bằng không chúng ta phải đi một mình. Nếu người đó ở gần chúng ta phải xa. Vì sao? Trong Mangala Sutta Đức Phật đã dạy chúng ta phải rời xa cái người ngu đó một cách nhanh chóng. Vì sao vậy? Đây, ở gần kẻ hạ liệt rồi sẽ bị hạ liệt, ở gần bậc đồng đẳng sẽ không bị thối đọa. Cái này trong Tăng Chi tập 3, Tăng Chi ba pháp, luôn luôn thân cận bậc tối thắng hơn mình thì do vậy nó sẽ khớp ở trong cái kệ chúng ta học đây. Vị sư nhắc lại cái chánh tạng là Đức Phật dạy ở gần kẻ hạ liệt, hạ liệt là người ngu đó, rồi sẽ bị hạ liệt. Ở gần bậc đồng đẳng sẽ không bị thối đọa. Hãy luôn luôn thân cận
bậc tối thắng hơn mình. Tối thắng hơn mình cái gì? Ba vế chánh thôi, giới, định, tuệ. Đó, đại để nó là như vậy đó. Nhớ cái mốc đó là chú giải là giải cho chúng ta rất là rõ này không? Sayang Sadi Samatano là nếu không gặp được người nào cao hơn mình hoặc ngang với mình về phương diện giới, định, tuệ thì hãy đi mình đi. Đó. Tại như vậy cái chữ Ba Lê này nó rất là rộng. Ha ha. Cho nên xin nói, cho nhắc lên cái từ Mangalasutta, cái kinh Mangalasutta rồi cái cơ bản của cái người ngu là gì? Nhắc lại lần thứ ba. Là người không biết phương thức, không biết cách thức để đưa mình đến cõi an lạc, có nghĩa là loài người và chư thiên, phàm thiên. Hoặc niết bàn. Đó. Dạng đó nằm trong cái từ ba lá này, người ngu đó. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta học một cái gọi là gì? Một cái kệ kế tiếp theo cái kệ này. Nhưng trước khi học chúng ta học với trưởng lão đó. Chúng ta học cái kệ kế tiếp này chúng ta mới thấy nè, cái người ba lá này tiếp theo nữa. Pháp cú hay vậy mà con chê chết. Rồi đây hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão giờ chưa sẽ đọc. Trước khi đọc phần trưởng lão sẽ nhắc lại cái từ dịch giả cẩn đề. Dịch giả là người dịch ra cái tích này. Cẩn đề hết sức cẩn thận. Sau khi suy xét rồi người ta lại đặt bút ghi lại. Nghĩa là ngài trưởng lão phát minh của chúng ta khi dịch cái tích này, nhận định cái lý của tích này rồi đặt bút ghi trở lại cho hậu thế chúng ta để chúng ta thấy cái sự nhận định của ngài về cái tích này. Và đây là cái sự nhận định của ngài. Đại đức Maha Ca Diếp dạy kẻ ngu không ơn thì chớ lại sanh thù, mưu cơ sắp sẵn liền thiêu cốc, thủ đoạn hành xong vội rút dù, trốn mất rồi. Bạc nghĩa đã đành xa cảnh khổ, vòng tình còn chịu phí đời tu. Vì ông ấy là bị tỳ khưu mà. Kiếp xưa là khỉ, nay người ngợm, xác đổi nhưng mà trí vẫn lưu. Đây là sự nhận định về cái tích này của trưởng lão chúng ta. Ghi lại như vậy gọi là cẩn đề. Đó, tạm hiểu cái từ gọi là dịch giả cẩn đề là như vậy. Thì chứ cũng có nhắc mấy lần rồi, giờ nhắc nữa. Đó. Bây giờ chúng ta học cái tích kế tiếp. Đây, cái tích kế tiếp là nằm ở trong cái kệ số 62. Tích này nói đến một cái vị trưởng giả rất là keo kiệt, nhưng mà ông cũng chết sớm đi. Khi ông chết, ông không kịp chỉ những cái hầm tài sản lại cho con trai mình. Thành ra sao? Thành ra cái kiếp kế tiếp của ông cũng là người, nhưng mà người rất là xấu xí. Rồi sao? Rồi sanh ra cái trong gia đình đó, gia đình đó ha, làm công rồi sanh, ông sanh vào trong nhà đó, người ta cũng không có việc làm luôn, cha mẹ không phải đói. Tích này ngắn thôi nhưng mà cực kỳ hay luôn. cực kỳ hay. Chúng ta sẽ học cái tích này, chúng ta phân tích rồi chúng ta thấy dính liền của người ngu. Chúng ta phải thuộc rành rẽ con đường của người ngu, cách của người ngu, lối sống, thói quen của người ngu ha, rành thuộc hết để chi, để chúng ta né. Đây, kệ số 2 này xuất phát từ cái tích. Có một vị trưởng giả, có tài sản rất là nhiều, rồi chết bất đắc kỳ tử.
rồi không có có kịp chỉ lại cái những cái hầm châu báu của mình, tài sản của mình cho con trai, cho nên là thành thành người trở lại, nhưng mà một người một một tên vỉa hè hả, con của vỉa hè. À rồi sao rồi hả, 6 7 tuổi thì cha mẹ cũng bỏ cho đi xin ăn luôn, rồi đi đến đến cái nhà cũ của mình, rồi nhớ nhà, nó đi vào nhà, rồi đi vào nhà rồi đó sao, rồi cháu cháu nội đó hả, cháu nội thấy cháu nội còn nhỏ mà thấy thấy cái tướng ông này ghê quá giống ngạ quỷ quá, khóc la rồi sao người nhà mới nắm chân ông quăng ra đống rác trước. Rồi Đức Phật và Đức A Nan đi bát nha, nó mới thấy rồi ha. Đức Phật mới mỉm cười. Đức Phật mỉm cười thì Đức A Nan lại thắc mắc hỏi. Thắc mắc hỏi thì Đức Phật lại giải thích. Cho nên chúng ta mới biết được ông này tiền thân ông làm trưởng giả nhà đó. Đó, tích chỉ đó vậy đó. Rồi giờ tôi sẽ đọc cái bài kệ 62. Bài kệ sáng mai là Bhutta Mát Thí Đa Năng Mát Thí Ý Tị Ba Lô đó, cái từ ba lá này bà còn nhớ, ba lô đó, Ý Tị Ba Lô Quý Hành Nhã Tý Át Ta Hí Át Ta Nô Nát Thí Cú Tô Cút Ta Cú Tô Đa Năng. Cái nghĩa Việt là con ta, tài sản ta, người ngu sanh ưu não. Ở đây có một vị khác là dịch: nghĩ quấy người ngu khổ. Cái dòng thứ hai đó, có vị khác là dịch: nghĩ quấy người ngu khổ. Nghĩ quấy người ngu khổ nó sẽ dễ dễ hiểu hơn là người ngu sanh ưu não, nó rõ hơn đúng không? Nghĩ quấy người ngu khổ rõ hơn, rõ hơn là người ngu sanh ưu não. Vì cái dòng trên là con ta, tài sản ta, nghĩ như vậy là nghĩ quấy đó, nghĩ quấy người ngu khổ, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Bên cái vần á, kệ mà 68 á, thì trưởng lão chúng ta dịch nè: người ngu chấp ngã tự hào, đây con, đây của ta đào tạo ra, nhưng không biết chính mình ta, còn không tự chủ, huống là của con. Tích này thì ngắn thôi, nhưng mà sư rất là đắc ý cái tích này. Cho nên là con hồi đó ở ngoài đời đó, con gái lúc là còn 4 tuổi thôi mới dạy đó, dạy thuộc cái bài này rồi, 3 tuổi rồi dạy thuộc bài này, để mỗi lần mà mẹ nó hay gì đó sư suối nó đọc lên. Giờ mà bà ngồi bà nghe đâu có cười đó. Ở đó ông sư này sốc hàng phải không? Kệ pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngài ngự ở đâu? Ở Savatthi, ở thành Sa Vệ. Đề cập đến ai? Đến ông trưởng giả A Nan. Chuyện kể rằng thời ấy thành Savatthi có một vị trưởng giả tên là A Nan, có đại gia sản đến 800 triệu đồng vàng. Như vậy nó đồng vàng hồi xưa nó từng đồng lắm mà. Ông này ông có 800 triệu đồng vàng như vậy, nhưng lại có tiếng là keo kiết hà tiện. Cứ mỗi kỳ nửa tháng ông ta nhóm họp thân quyến một lần, rồi trước mắt mọi người trong gia tộc ông gọi công tử Mula Siri là con trai của ông á, rồi ông nhắc nhở nè: chớ nên cho rằng 800 triệu đồng đây là nhiều, dầu có của cũng chẳng nên bố thí, hãy ráng làm cho tiền của sanh lên mãi, dầu một đồng cũng chẳng nên tiêu phí mà hao hụt gia tài. Ông nhắc nhở con trai 3 lần như thế rồi ông đọc lên bài kệ chảnh. Anh cha na năng khả giang đít xoa upa chi ca năng cha a cha giang mát đô năng cha
sa ma hà răng bần đi tô gạ ra mà qua sự tí, nghĩa là gì? Nghĩa là thấy những giọt thuốc hư mới góp chứa vào ổ con mối đó, giống như mối vậy đó, kích cốp nhỏ nhỏ từ từ, cơm với chút mật dư hiền sĩ ngồi mà độ. Đó, ý ông nói là người khôn là phải xài vậy đó. Là giờ mình nói kiểu khác nè, thấy hộp thuốc hư hao gì, thấy hộp thuốc hư hao nhiều kiểu, loài mối kia tích tiểu thành đá, cho nên người trí trong nhà dư tí cơm mật dùng là vẫn hao. sọc hàng. Đó có nghĩa là mình dùng nhiều cái từ để mình nói thêm về cái tánh keo kiết của ông này. Vì ông này sao ông keo kiết đến mức độ ông đọc nó thành kệ, cái này ông điêu luyện trong cái môn này rồi. Đấy. Mà ông còn định nghĩa là người trí rồi phải xài cái vật dụng như vậy đó. Đó. Rồi một thời gian sau, không kịp chỉ năm hầm lớn tài sản của mình cho con biết, ông trưởng giả A Nan hà tiện nhân rất tự mãn ấy qua đời. Tâm thức của ông tái sanh trong một phụ nữ chiên Đà La. Chiên Đà La vậy là giai cấp cùng đinh đó, ở xứ Ấn Độ hồi xưa. Cư ngụ đâu? Ở trong một làng nhỏ ngoài cổng thành Savatthi. Quốc vương hay tin ông A Nan từ trần, bèn triệu công tử Mulatiri vào bệ kiến, rồi phong chức trưởng giả cho công tử. 1000 gia đình chiên Đà La vẫn cùng nhau làm thuê. Bây giờ nói tới ông mới tái sanh này, làm thuê làm mướn chung quanh làng để mà sống qua ngày. Nhưng từ lúc ông trưởng giả Hà Tiện tái sanh vào dòng họ thì họ không còn tìm được việc làm như trước nữa, dầu chỉ là một việc làm được trả công bằng bữa cơm. Họ mới nghĩ rằng chúng ta ngày nay đi xin việc làm để mà kiếm ăn cũng không có, chắc là trong bộ lạc của chúng ta có những kẻ xui xẻo. Hồi xưa là họ có cái màn đó. Chúng ta đọc thấy nhiều tích nói đến cái này. Rồi giờ họ bàn là sao? Họ bèn chia làm hai nhóm, lựa chọn lần đầu để mà loại ra cái kẻ nào là vận đen. Khi loại đến cặp vợ chồng là cha mẹ của đứa bé ấy, thì họ biết rằng trong gia đình này có kẻ xui xẻo được sanh ra. Họ bèn đuổi mẹ của đứa bé ra khỏi bộ lạc. Bây giờ đói là còn thêm rác nữa nè. Người phụ nữ này còn đang mang thai, ngày nào là còn vất vả ngày ấy, đi xin việc làm, sống lay lắt cho đến lúc sanh đứa con ra. Đứa bé này tay chân vẹo vọ, mắt lé, mũi và miệng đều không nằm đúng vị trí thông thường, có nghĩa là nó méo, nó sẹo, nó siêu vẹo. Với hình dung cổ quái như ngạ quỷ, trông nó xấu không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên mẹ nó cũng không bỏ rơi nó. Tình thương của người mẹ đối với đứa con ruột do mình sanh ra quả thật là đậm đà mãnh liệt. Người phụ nữ nuôi đứa con này cũng gặp nhiều khó khăn. Ngày nào bà đem nó theo là ngày ấy bà chẳng được chút chi cả. Còn bỏ nó lại ở nhà đi một mình thì ngày ấy bà tìm được việc làm có lương. Đến khi đứa bé này ra trọng tuổi, có nghĩa là 5-6 tuổi gì đó, có thể ôm cái bát đi xin ăn được, tự nuôi sống được thì sao? Thì mẹ của nó trao cho nó một cái bát, chắc cái cao dừa với cái bát nó bể hay sao đó.
Bà mới nói nè, con à, cha mẹ vì con mà phải đau khổ ê chề, bây giờ không nuôi nổi con nữa. Tất nhiên lúc này nó đâu hiểu gì đâu, mà vì tình thương cũng nói một chút vậy thôi. Trong thành này người ta có thí cơm cho những người bần cùng hành khất, vậy con hãy vào đó đi xin ăn mà nuôi mạng. Nói rồi bà mẹ thả con đi một mình. Lần theo từng nhà đi xin ăn, đứa bé đi đến cái xóm cũ đó, nơi nó ở trong tiền kiếp là trưởng giả Anan. Đến đây thấy lại được cảnh cũ, nó nhớ lại được chuyện xưa, bèn xăm xăm đi ngay vào nhà của nó. Qua từng cửa cổng không một ai lưu ý đến nó. Đến từng cổng thứ tư, đứa con trai nhỏ của tiểu trưởng giả đó trông thấy nó hoảng sợ khóc thét lên, có nghĩa là cháu nội thấy khóc lên. Khi ấy các gia đình của ông trưởng giả mới đuổi nó ra, hãy đi ra đồ hắc ám. Họ còn đánh đập và ôm đứa bé ăn mày này ném lên đống rác. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn cùng với Đại Đức Anan đó là vị thị giả ngự trị bệnh cũng vừa đi đến nơi đó. Ngài nhìn Đại Đức bạch hỏi nguyên do. Ngài giải rõ câu chuyện tái sanh của ông trưởng giả Anan. Đại Đức bảo gia đình đi mời tiểu trưởng giả là làm con đó đến. Đại chúng thấy như vậy mới tụ tập lại rất là đông để mà xem. Đức Thế Tôn gọi trưởng giả Mulasiri mà hỏi: ông có biết đứa bé này chăng? Thưa ngài, tôi không biết. Đức Thế Tôn mới chỉ dạy rằng nó là trưởng giả Anan, cha của ông kiếp trước á. Thấy trưởng giả Mulasiri chưa tin, Đức Thế Tôn bảo đứa bé ăn mày rằng: này trưởng giả Anan, ông hãy chỉ chỗ năm hầm đại tài sản đã chôn cho con trai ông đi. Sau khi đứa bé chỉ năm hầm tài sản chôn giấu, ông tiểu trưởng giả Mulasiri hết sức tin tưởng nơi là Đức Phật. Rồi ông xin quy y nơi ngài. Đức Thế Tôn nhân cơ hội ấy thuyết pháp cho ông tiểu trưởng giả nghe. Rồi ngài mới đọc lên bài kệ Sám Hai chúng ta hôm nay đó. Giờ đọc lại lần nữa: Bút ta mát thí đã năng mát thí y tí ba lô quý hành nha tí át ta hí át ta nô nát thí cứu tô cút ta cứu tô đã năng. Con ta tài sản ta nghĩ quấy người ngu khổ, tự ta không có, con đâu tài sản đâu. Đấy. Bây giờ chúng ta học chú giải thì ở đây giải cả cái dòng ở trên. Ở đây chúng ta thấy các pháp cú này gồm hai dòng chính. Vì có phải ở giữa cho nên á, mình viết sách á, chia ra làm bốn dòng. Thật sự nó hai dòng chính thôi. Thì ở đây á, chú giải mới giải tổng thể cái dòng ở trên, nghĩa là hai đoạn phụ ráp là luôn. Cái từ Buddha mát thí đa năng mát thí ý tí ba lô quý hành nhã tí, nghĩa là ta có của, có con, kẻ ngu do lòng luyến ái con mà lo âu, phiền muộn, khổ tâm. Khổ vì sợ con ta chết, khổ vì sợ con ta đau, khổ vì con ta nó sẽ chết, à, nó đã chết, hay là nó sẽ chết, hay nó đang chết, thì nó là ba cái tình trạng đó. Vì lo về nó mà. Đối với của cũng vậy.
Thành ra sáu trường họ phải khổ tâm. Người có con phải phải lo nuôi con hàng ngày, lo ngày đêm, lo trên đường bộ, trên đường thủy, cố gắng cách nào cũng không hết chuyện lo. Người muốn có của phải lo bươn chải làm ăn, buôn bán, dầu hành nghề gì cũng không khỏi lo. Lo gì? Giờ sư vô chùa rồi, má hôm trưa cái bà bạn má điện nay, gái của sư nó mất chiếc xe đó. Nó ở chỗ mất mà nó không mất á, mới ngộ á, kêu công an kiếm đi, kiếm không được thì mất mấy chục triệu. Rồi tới từ vậy nữa, Atahi Atano Nati, tự mình còn làm chủ không được. Như bao nhiêu nỗi khổ đã già ở trên, đã giải ở trên, mình không thể đổi trở thành vui sướng được. Lúc lâm chung mình cũng không tự chủ được. À, mấy chỗ này nè nha, mấy chỗ này là chúng ta không muốn quên, quên là cắn lưỡi. Nằm trên giường thọ khổ, lúc hấp hối một mình chẳng khác nào bị màn lưới lửa bao vây thiêu đốt. Gân cốt dường như tan nát rã rời, dầu cho có ai mở mắt nhìn thấy cái khổ lúc sắp bước sang cảnh giới khác, rồi nhìn lại kiếp hiện tại, chăm sóc o bế xác thân, mỗi ngày tắm gội cho nó đôi ba lần, nuôi cơm ba lần, trang điểm hương hoa đủ thứ cho nó suốt đời đi nữa cũng không làm cho nó vị tình nhớ ơn cái cấp dưỡng mà giảm bớt khổ cho ta được. Bản thân còn gì, còn không có làm chủ được như vậy. Vì mình không tự chủ, tức là không làm chủ được cái xác thân như đã giải rồi, thì Kutto Buddha Kutto Đắc Năng là con tài sản nào mà mình làm chủ cho nó được, không có được. Như trưởng giả A Nan chẳng hề bố thí cho ai chút gì, bao nhiêu là tài sản gom góp giao lại cho con, mà con và của có làm chi được trong tiền kiếp. Lúc ông sắp lâm chung, vì trong kiếp hiện tại khi ông chịu hậu quả khổ sở như vậy mà con đâu, của đâu, sao không chia sớt sự khổ cho ông, sao không chia vui cho ông. Thời pháp vừa dứt, 84.000 chúng sanh giác ngộ, đại chúng dự thính cũng được nhiều lợi ích. À, đây chúng ta bàn cái 1-2 từ chỗ này quan trọng, tiếp tục nữa ha. Đó là chúng ta mới bàn cái tích ba lô, tiếp tục ba lá đó, từ ba lá này nó sẽ đi theo trong cái bài trong cái phẩm này. Đó, những từ Phật học quan trọng là đó, là những cái từ này. Rồi Đức Phật định nghĩa cho mình, rồi mình học, mình nhớ, mình nhớ cái định nghĩa luôn, rồi mình sẽ hiểu được cái lý Đức Phật muốn chỉ ra cho mình. Đấy. Ở đây cái tích này rất là ngắn đúng không? Bây giờ chúng ta bàn, chúng ta mới thấy nè, cái ông này ông sợ hao của lắm. Ông nghĩ đó, cái chuyện mà kích cớp tài sản y giống y như là con mối vậy đó. Thành ra ông còn làm thơ, làm kệ để mà ông tán thán cho cái tính toán của ông. Ông mới coi cái cách nghĩ của ông như vậy là cao siêu. Ông cho cái bậc như vậy là một cái bậc cái nhà Bandi Tá đó, như vậy thấy không? Đọc cái kệ đó, Bandi Tá đó. Đó. Thế mà ghê chứ. Thì như vậy
ông rất là điêu luyện trong cái gì, cái bổn sạn này. Nhưng mà sao mai phước á, cũng còn may nhé, cũng còn sót phước lại, ông tái sanh làm người. Chứ còn không, ông lọt vào cái ngạ quỷ đói rồi thôi rồi, thì đâu có cái tích này để mình nghe. Đó, còn sót phước lại sanh ra. Như vậy sanh ra rồi có ai nhớ tới mình không? Không. Nó kẹt cái chỗ đó, tưởng là vô thường. Thôi con mình không nhớ, mình nhớ đi. Tưởng là vô thường thì tái sanh làm sao nhớ được. Mình chưa chết già còn lẫn, phải không? Lẫn đó là tưởng vô thường á. Như vậy tưởng là vô thường cho nên con ông không biết ông, nhưng ông cũng không nhớ đó là con ông. Nếu không nhờ Đức Phật giúp ích một chút chỗ này, làm sao là cái là con ông gặp lại ông. Rồi đó là chỉ ra cái năm cái hầm tài sản để rồi là lấy tài sản đó nuôi ông. Như vậy đó, ông cũng còn sót phước lại, nó hên, giống như hên, sót lại đó, tái sanh làm người. Nhưng mà ở đây nói rất là rõ nè, cháu nội ông thấy đó, hình thù như vậy đó, để sợ khóc. Ở đây lúc trước chúng ta có học lần, bây giờ nhắc lại chỗ này. Đứa bé này tay chân vẹo vọ, mắt lé, mũi và miệng đều không nằm đúng vị trí thông thường, với hình thù cổ quái như ngạ quỷ, trông nó xấu không thể tưởng tượng. Ở trong chánh tạng Đức Phật có nói cái điểm này, giờ sẽ nhắc lại, có nhắc rồi giờ nhắc lại. Này các tỳ khưu, không có một cái tướng khả ái khả ý được khi nó xuất phát từ một cái tâm bất thiện. Ngược lại, này các tỳ khưu, không có thể có một cái tướng mà không khả ái khi nó xuất phát từ một cái tâm tốt đẹp. Như vậy ở trong chánh tạng Đức Thế Tôn định nghĩa, khẳng định cho chúng ta hiểu, hễ mà tâm thiện nó cho quả, chắc chắn cái tướng mạo sẽ tốt đẹp. Đang nói về cái tướng sắc nè, vì chúng ta đang học cái chỗ mà tướng của cái vị vỉa hè này nó vẹo vọ, à, mũi miệng là méo mó, không có nằm đúng vị trí. Thì ta sư nhắc lại trong chánh tạng Đức Phật dạy cho chúng ta cái điều đó là chúng ta hiểu. Để chi? Để chúng ta sợ cái bất thiện mà chúng ta ngăn ngừa nó, tránh nó. Mà chúng ta phải huấn luyện, chúng ta phải tu tập cái tâm thiện, cái lời thiện, cái hành động thiện. Vậy tâm mà thiện rồi thì tất nhiên nói và hành động khó mà bất thiện được lắm. Thì học đâu cũng phải gom về, sư nhắc đi nhắc lại nhiều lần, học tới đâu cũng gom về cái chỗ mấu chốt là điểm xuất phát của nó phải thực hành thế nào. Như vậy ở đây mình thấy người ngu á, khi mà còn sống tài sản lớn như vậy, vì không có trí cho nên không biết nghiệp và quả của nghiệp, không tin vào đó, rồi đâu có làm việc phước được. Thôi thì bổn sản không thì thôi cũng được đi, theo là mình giữ giới đi, không luôn. Mà cái người, cái tâm bổn sản này nó vượt trội như vậy đó, thì người này thường thường là sống trong tâm bất thiện, người đó khó giữ giới lắm, không dễ đâu, khó giữ giới đó. Như vậy một người mà có tâm rộng rãi với người khác thì khi nghĩ đến sinh mạng của kẻ khác, tài sản của kẻ khác,
quyền lợi của người khác cũng rộng rãi, cũng thoáng chứ. Chứ còn người bỏng sản khó đó. Rồi như vậy ở đây chúng ta thấy người ngu không biết làm những cái điều đó hào, nó ráp lại đây không? Nó không biết làm những cái điều kiện để đi đến an lạc, để đi đến Niết Bàn. Nó sẽ làm, nhưng nó làm những điều không đúng cách để đi đến an lạc. Cụ thể là sống với tâm bỏng sản suốt ngày suốt đêm như vậy, thâu hoạch toàn là tâm bất thiện không. Mà tâm bất thiện là nghiệp. Như vậy ông này ông đâu có đi chiếm đoạt của ai đâu. À, nó là ông giàu như vậy đó, nhưng mà ông cũng kích cớp tài sản chân chánh. Nhưng mà nó kẹt cho ông là ông sống với cái tâm bất thiện này luôn luôn như vậy. Thì thành ra sao? Thành ra chúng ta học ở đây rồi chúng ta mở rộng ra, chúng ta học vì sao? Học nhiều trong kinh chỗ này chỗ kia Đức Phật nói, chúng ta hiểu rộng ra chỗ này thì sao? Người mà bố thí rộng rãi với người khác thì sanh ra đời thì người đó kèm theo đó những cái phước đó, là nó dễ nhìn ra, dễ nhìn. Hôm nay người ta cháu nội nhịn khóc nè, rồi người ta thấy hả, người ta chửi nè, đồ hắc ám, người ta quăng đống rác luôn. Thì quay lại, nếu như vị này ha, nếu như vị này đi tu đi ha, lớn chút xíu đi tu rồi ngồi thiền rồi chứng thiền ha, rồi túc mạng, có túc mạng nhớ lại ha, nhớ lại. Bây giờ không gặp Đức Phật mà nói là tiền kiếp đi, rồi ông này lớn chút nữa đi, cứ đi xin vậy đó, lớn chút nữa đi, giờ đi làm sa di rồi tu đi, thì anh đâu bao nhiêu lâu đâu, chừng mười mấy năm sau trở thành vị tỳ khưu gì đâu. À, rồi ngồi thiền đây, có túc mà nhớ lại đi ha. Như vậy nếu lúc đó vị ấy nhớ lại rồi, Đức Phật dạy cho chúng ta cái bài kệ này nữa, thì cái vị đó đó, vị tỳ khưu đó có túc mạng nhớ lại, thấy sao trời à, đó Đức Phật dạy ngay chốc gì nữa. Ta kích cơm tài sản để dành lại cho nó, ta tắt thở chết đi rồi tái sanh quanh kia, nó đâu có biết ta là ai, phải không? Là một người ăn xin. Bây giờ ta đi lại cái nhà cũ của ta xưa kia, nó coi ta giống như là kẻ hắc ám, nó quăng ta lên đống rác, cũng còn hơn nó đập chết luôn hay sao? Đó, thế thì mới đáng sợ cho cái gọi là cái nghiệp bất thiện chứ. Rồi, như vậy liên quan đến cái bổn sản và bố thí thì Đức Phật lại nói đến chỗ khác cho chúng ta hiểu. Liên quan chỗ này thì chúng ta nhắc luôn. Ngài nói, này các tỳ kheo, nếu như các ngươi mà biết rõ, thấy rõ cái kết quả của sự bố thí, thì các ngươi không thể nào mà các ngươi không bố thí, dầu các ngươi đang ăn còn miếng. Thì Ngài muốn nói, cái kết quả của bố thí nó tốt đẹp như vậy đó, mà còn cái kết quả của không bố thí nó tàn lụi như vậy, nó te tôi thế này nè, là nhẹ lắm rồi đó. Chúng ta phải thông thuộc ráo trội những cái pháp bất thiện này, những cái kiểu thói quen này, phải đó, sẽ nhắc lại lần nữa, thông thuộc những cái thói quen xấu này đi à, để chúng ta tránh nó trong vậy đó. Thành ra sao? Thành ra bây giờ mình quay về quá khứ đó, là Đức Phật nói trong cái bài kinh là khởi thế nhân bổn. Về trên phạm thiên xuống rồi bay rồi bằng ánh sáng, mà ánh sáng rồi nó đáp xuống rồi hả, anh tướng hiện ra. Rồi nó tham dục nặng mà từ những cái căn nó của nam nữ nó lòi ra. Rõ ra, nó hiện ra. Rồi dần dần nó nặng nề rồi, hết bay lên luôn. Rồi từ từ, thì lúc đó đâu có hàng rào, đâu có rào gì đó, xây tường lên rồi gắm biển chai ở trên, đâu có đâu.
Đấy, rồi đi gặp lúa gì đó, nào ăn được ăn à, đâu có của ai đâu. Đấy, cái từ từ cái tham lên sang tham, tham chưa đủ rồi nó leo qua luôn sang tham. Đấy, rồi bắt đầu sang tham là sao phải rào chứ. Rồi, rồi mình sang tham ông kia cũng thấy có lý, rào luôn. Rồi thôi sang tham rào lại cái phần này mình xí được ha, rào lại thôi chưa nói từ từ nặng hơn nữa. Rào à được, tao bắt thang leo qua luôn, trộm luôn. Thấy chưa, nó xuất phát từ đâu nãy nói, nó xuất phát cái gốc của nó là dục muốn món này món nọ thành thói quen, thói quen này nó đẩy cho chúng ta đi đến phạm giới hết điều này tới điều nọ, hết chuyện này tới chuyện kia, cho tới chúng ta đi tới tận A Tỳ luôn, chúng ta mới đứng lại đó. Khổ chưa? Vậy đáng sợ chứ, thấm chứ, học đi thấm không thấm. Đó, giàu thấy không? 800 triệu đồng tiền vàng như ông này, thế mà chút xíu nữa là đi xuống dưới kia luôn rồi. May quá, cũng còn hên lắm. Đấy. Thành ra đây quay lại cái chuyện mà con ta, tài sản ta. Bây giờ mình còn tỉnh táo, mình còn khỏe mạnh, mình còn tạo ra tiền được, hoặc bây giờ mình không tạo ra tiền được nữa nhưng mà mình còn tài sản. Tại bây giờ mình sao đây? Tự mình thì mình không biết xài tài sản này sao cho nó hợp lý, sử dụng sao cho hợp lý. Nhưng mà có Đức Phật đây, Ngài chỉ cho chúng ta một phần gì? Một phần trả nợ. Trả nợ là nuôi cha mẹ, một phần là cho vay. Cho vay là nuôi con cái ăn học, một phần là sắm đồ về để mà buôn bán đầu tư làm ăn, một phần để dành gì đó là bệnh tật chiến tranh gì, hạn hán gì đó, là một phần làm phước giùm cái. Đấy, Đức Phật dạy rồi, phải cái này phải thuộc á, cái đó là căn bản, đừng có giỡn nhà Phật ngôn á, giỡn đi. Người ta hồi không không quan tâm mà ta hồi quên, không biết sau này giàu lỡ 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 quên, lỡ quên không biết xử lý tài sản sao. Đó. Có nhiều cái để dành hả, mẹ cha không nuôi sướng không, đầu tư làm ăn hả, có tiền nhiêu để dành cho con hết. Mai mốt mình chết cho nó đi cá độ. Nói mai mốt mà cha mẹ chết đất sẵn nó con mua rồi đó chôn nha, không đừng có thiêu. Chôn đó được, để là đóng vàng ở trên cho nó xài, nó cá độ hết rồi á nó moi mộ là nó bán đất luôn. Đó vậy đó, là đang người ngu cứ tính đi, mà tính đi tính thế đó đi, rồi cuối cùng gặp cái cảnh vậy đó. Còn mình thì sao? Vì tích cóp tiền của để lại cho nó mà mình phạm đủ thứ giới hết trơn trọi, để cuối cùng mình sanh tú dưới kia, còn nó thì đi cả độ. Thế mới tức chứ, nhưng mà biết đâu tức, nhờ Đức Phật chúng ta biết được hú hồn. Bây giờ chúng ta học cái bài kệ trưởng lão. Bài kệ của trưởng lão rút lại là thế này: bá hộ mãn đời bị tái sanh, làm tên xui xẻo cấp cùng đinh. Vậy trên cái từ cuối của dòng trên phải là sinh, nó mới vô không, nó mới vào vần không. Bá hộ mãn đời bị tái sinh, làm tên xui xẻo cấp cùng đinh. Từ trong bụng mẹ đà mang khổ, đã đó nhưng mà từ đã nó khó, nó không im, nó đà ha. Từ trong bụng mẹ đà mang khổ, tận cửa nhà con vẫn thọ hình. Đó, tận cửa nhà con mình vẫn bị đánh quăng đống rác ghê, mắt mũi giường ma ai chẳng gớm, hình dung tợ quỷ cháu còn kinh. Vâng lời Phật chỉ hầm chôn của,
mới được đoàn viên phụ tử tình. Nên vợ lấy của ảnh nuôi ảnh thôi, ở vợ của anh là em đi làm phước đó, quy tam bảo rồi nè, ngon lành đại. Như vậy là Đức Phật cũng thấy rằng cha con ông này có duyên để ta là ta độ vậy đó, đỡ ho. Cho nên là ngày bữa đó ngày mới nhắm cho đó ngày đi bác chứ, đi đúng giờ đó thôi, ngài lo là mình đừng lo, có công đó. Ngài lo rồi thôi là yên tâm đi. Người nào mà đủ duyên ngài thấy rồi là chắc chắn ngài sẽ lo được. Còn mình là tài lanh, lo đầu hỏng đuôi, lo đuôi hỏng giữa, rốt cuộc hỏng hết luôn. Rồi như vậy chúng ta sẽ rút hai cái tích này lại trong ngày hôm nay. Đó, bên kia vì ngu cho nên làm tỳ khưu, bái sư là thầy tế độ là bậc lục thông trong giáo pháp rồi, mà vì cứng đầu cứng cổ quen rồi, sống theo ý mình riết quen rồi, biến nhát riết quen rồi, thích lạc ghét bỏ khổ riết quen rồi, cho nên có của ai công ai làm ta đi cướp. Thầy tế độ mà khuyên nhủ ta sân lên, cuối cùng ta đi ác đạo, còn bên đây chút xíu nữa đi ác đạo luôn rồi. Thấy chưa? Thấy cái bệnh của người ngu chưa? Cho nên chúng ta phải đáng nhớ, việc nào dẫn đến bất hạnh ta phải đáng chừa, việc nào dẫn đến an lạc ta phải đáng làm. Tật nào nó khiến cho chúng ta dễ phạm giới ta phải chặn ngay. Nói nhắc chỗ này, tật đó nó nằm ở đâu? Nó nằm trong tâm này. Tâm này nó sanh lên ở đâu? Ở ngay thân này. Thân này nó sống ở đâu? Trong chùa, trong nhà, trong làng, trong hang, trên cây, dưới sông. Như vậy ta sẽ dẹp cái tật xấu này ngay chỗ tâm này. Đức Phật có dạy trong Mahasati Bathana, có nghĩa là đại niệm xứ. Này các tỳ khưu, phiền não nó sanh tại đây, nó chấm dứt tại đây, tại tâm này, không đâu khác, không có phải bên cõi mà Tây Thiên, Tây Phương chỉ là Ấn Độ thôi, người Tàu gọi Ấn Độ xưa đó là Tây Thiên, bây giờ Ấn Độ Covid không bệnh rồi, rác rến rồi, đường phố rồi hội đình rồi, bệnh Tây Phương kia đó ghê lắm, không có gì hay đâu. Thành ra là bây giờ mình sẽ học cái tâm này khởi lên thiện và bất thiện, nó ở đây, chấm dứt nó cũng ở đây, tu tập nhiếp phục gì cũng ở đây. Vậy cụ thể trong mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi giờ chúng ta sống đây, cái tật gì xấu khởi lên chúng ta phải nhiếp phục nó. Nhắc lại lời của Đức Phật, này các tỳ khưu, con mắt thấy sắc, vì ấy không nắm giữ tướng chung và riêng. Vì cái nguyên nhân gì, những nguyên nhân gì các ác bất thiện pháp phải lên thì chấm dứt ngay nguyên nhân đó. Như vậy con mắt phải hộ trì. Hộ trì bằng cách gì? Thấy sắc. Nhưng đừng để cái thấy ấy, cái sắc ấy hấp dẫn tâm này, để khiến tâm này đổi tướng, nghĩa là sanh lên tâm khác, tham hoặc sân. Tham cũng phạm giới mà sân cũng phạm giới, si cũng phạm giới mà sợ cũng phạm giới. Đây là bốn thiên vị, nó sẽ phạm vào một trong bốn thiên vị này. Vậy từ cái lòng ham muốn dục chúng ta phạm giới vì tham, cũng từ lòng ham muốn dục chúng ta không có dục được, chúng ta sân. Sân thì chúng ta trấn áp đối phương, chúng ta cũng phạm giới. Si không biết điều này nên điều này không, ta cũng phạm giới. Rồi sợ,
điều gì đó, ta cũng phạm giới. Chứ còn ở trên sắc giới người ta không có phạm giới. Xuống, nhưng mà xuống đây rồi phạm lại à, trở nên ta sống yên. Nhưng tà kiến có khởi lên nha, tâm nó khởi lên đó. Nhưng đó mình không, mình nhắc sơ thôi, mình không bàn đây. Đấy, thì như vậy chúng ta chỉnh sửa, chỉnh sửa ngay đây, ngay ngay hơi thở này, ngay tại đời sống này, không đâu xa đó. Đừng nói là tôi ở trong nhà tôi tu cũng được, không. Nếu người có trí sẽ tu được, giàu khó hơn người trong chùa. Mà trong chùa còn không chịu tu nữa thì thôi, đừng có nói tu đâu đó. Vậy đó, thấy không, đâu mình đâu theo tích nữa đâu. Cái tích đó để mình biết một cái chuyện, cái tánh ngang ngược cái này đó, cái thói quen xấu về hưởng thọ dục nó vậy đó. À, rồi cái ông mà gọi là Anan này á, ổng không dám ăn, ổng bị cái bệnh keo kiết. Quên nói chỗ này nữa chứ, giờ nói chỗ này mới lòi ra. À, nãy nói cái vị bên kia, vị tỳ khu bên kia đó, vị thích lạc, gác bỏ khổ, nha, sợ cực nhọc, biến nhát, phạm giới, cướp công ta, nói dối. Còn ông này, tại sao chút xíu đi xuống dưới? Ông này ông đâu có gọi là ông đâu có phạm giới đâu ha, mình đâu thấy kể ông phạm giới đâu. À, ông bị cái bệnh mà là bỏng sản. Rồi bây giờ nói cái quả của gọi là có tài sản nhiều mà không dám ăn nha. Quên chỗ này. Ở trong cái việc bố thí, Đức Phật có dạy rằng có năm cái chi. Cái này sư nói cũng nhiều lắm rồi đó, nhưng vị nào chưa nghe thì nghe. Có năm cái chi một người bố thí phải làm. Thứ nhất, bố thí với cái tâm kính trọng. Thứ hai là phải có cái tâm thận trọng, cẩn thận trong cái lúc làm đó. Thứ ba là tự tay mình. Thứ tư là đồ không phải là đồ giạt, đồ bỏ đi. Và thứ năm là phải nghĩ về cái quả của cái nghiệp tốt lành này mình đang làm đây. Bố thí hợp đủ năm chi này, khi mà cái quả thí nó trổ ra, người đó có tài sản thì tâm tư của người đó nghiêng về thưởng thức cái tài vật mà mình đã có. Còn cái ông này thì không nghiêng về, nghĩa là quá khứ ông có bố thí, ông có làm phước, bị khiếm khuyết trong năm cái chi vừa kể. Rồi không phải khi mà làm đủ năm chi rồi, cái quả nó trổ ra rồi, tâm tư vị ấy có nghiêng về thiên về thưởng thức, mà nó còn được cái nữa là khi vị ấy mở lời thì người làm công nè, vợ con hay chồng con, hàng người nào ở gần á, quan tâm lắng nghe lời của người đó. Còn không nó trớt lớt luôn cả hai nét này. Nghĩa là mình giàu lắm nhưng mà nói không ai lắng tai nghe đó. Mình giàu lắm nhưng mình không dám ăn, dám mặc vậy đó. Đó, giống như ông này nè. Ông này lúc mà ông còn sống, ông nói không biết có ai nghe không thì không biết. Nhưng mà cái ăn mặc là không dám rồi đó. Đó, do khiếm khuyết một trong năm cái chi. Mà cái năm cái chi đó, cái bài kinh nó nằm trong kinh Tăng Chi năm chi á. Tất nhiên trong kinh Tăng Chi năm chi đó là nó nhiều phẩm năm chi. Trong đó có một bài đó. Rồi thôi thì bữa nay á, chúng ta học hai cái tích, hai bài kệ nằm trong phẩm người ngu. Bà la là người ngu. Rồi chúng ta cố gắng học để chúng ta né cái bệnh ngu. Chúng ta ráng thực hành cái bệnh trí.
À quên, cái hạnh trí là cái bệnh trí kỳ. Thôi thì hôm nay không biết trong máy lớn có ai hỏi gì không, không biết bà con cần hỏi thì cứ bàn chút, còn không hỏi thì chúng ta hồi hướng rồi chúng ta nghỉ tùy. Bà con có hỏi gì không? Rất cho hỏi gì không? Còn không đọc lại đi sư mới nhớ một bầu hộ. À, giờ mình đâu biết là như thế nào, nhờ, nhờ Đức Phật. Đức Phật có nói là ví như một một người thiết lập cái quyền cai trị của mình ở trên tám cái quốc độ, có nghĩa là hồi đó là Ấn Độ chia ra làm tám cái tiểu quốc. À, thì trong tám tiểu quốc nó còn có tiểu quốc nữa, nhưng mà tám phần là gọi là tương đối là tám phần chính đi. Thì ngài nói đó, ví như một người mà bây giờ thiết lập cái quyền cai trị của mình trên tám quốc độ đó cai trị thì cũng không bằng 1/16 của cái quả mà một người giữ bát quan trai ngàn đêm thôi. Rồi xin nhắc lại lần nữa, ngài nói là dầu cho một người thiết lập cái quyền cai trị của mình trên toàn bộ tám cái đất nước, cái vương quốc ở toàn cõi Ấn Độ đi, không bằng 1/16 của cái quả phước mà một người giữ bát quan trai ngàn đêm. Mình đâu biết cái kết quả nó là tới đâu đâu, nhưng mà Đức Phật ví dụ vậy đó, là trong kinh đó Đức Phật ví dụ vậy đó. Rồi nhờ Đức Phật trả lời. Rồi câu tiếp nữa. Thấy ổn chưa? Không ổn rồi tiếp. Dạ. Sư có hỏi khác là ví như có người chủ nợ cô A, sau khi nhiều lần đến đòi con nợ là cô B, mà cô B cứ hẹn là hẹn lựa hoài, chủ nợ cô A nản lòng rồi quyết định không đòi nợ nữa. Như vậy thì con nợ là cô B có hiện tại với trộm cắp tài sản của cô A không? Bây giờ cái người chủ người ta không đòi nữa hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhiều lần quá cổ cứ hẹn là hẹn lựa hoài, thành ra cô A này không có ý định là không đòi nữa. Nhưng mà trong lòng của cô B thì cổ không có ý định là thực hiện mà cái vấn đề mà trộm cắp là nó có phần rõ ràng lắm. Nghĩa là bây giờ tính nó bên cái phần mà cô con nợ đó, tính bên phần con nợ đó quan trọng. Bây giờ mình không khởi lên cái tâm chiếm đoạt, mình hẹn người ta là vì mình không có khả năng giải quyết liền thôi, thì như vậy thì đến bao giờ mình cũng không trở thành cái người trộm được nếu mình giữ cái tâm đó. Nghĩa là tôi trả không nổi chứ không, tôi không có tâm mà chiếm đoạt. Còn có tâm chiếm đoạt là nó nhiều hình thức lắm á. Ta làm cho nhà ngươi nản nên nhà ngươi bỏ, hiểu không? Để cuối cùng ta không trả cũng là một hình thức chiếm đoạt. Như vậy cái chỗ này là cực kỳ quan trọng, mình phải nắm cho chắc á. Đến bao giờ không biết, mà khả năng mình không trả nổi, nhưng mình không có tâm gọi là chiếm đoạt cái tài sản đó. Phải nhớ cái chỗ đó. Chứ bằng không mình nhóm lên cái tâm là sẵn cái dịp này giống như lâu quá rồi, giờ là mình lúc này giờ mình cũng muốn cho bà bỏ luôn, mình không muốn trả, hiểu không? Là bà nản luôn bà bỏ, là cái đó mình vẫn bị. Còn chừng nào bà bỏ mà bà nói thẳng với mình á thì không sao. Nó thôi giờ tôi bỏ luôn, tôi không đòi con nữa, tôi bỏ cái cổ đó luôn, thì mình không sao. Còn người ta im, à, người ta im,
Nên ta đòi không được, người ta cứ về ta im, chứ người ta, ta chưa nói mình ta bỏ mà. Nhưng mình không thấy cái ngày người ta quay lại đòi thôi, chứ thật sự người ta chưa tuyên bố bỏ trước mặt mình. Mình phải giữ phía mình thôi. Cái là quan trọng đó. Ở đây không có chơi chiêu gì được đâu nha. Đừng nói là thôi kệ để kéo dài mà cũng bỏ à. Là cuối cùng để mình khỏi trả đó là ha. Là xong phim đó. Vẫn chơi đâu đó. Cho nên là gì? Cho nên quay lại cái nghiệp mà ngoằn ngoèo đó. Thân khẩu quanh co đó. Đức Phật nói trong kinh lúc trước sẽ đem ra bàn đó. Thân khẩu quanh co, quanh co đi. Như Lai tuyên bố có hai con đường. Một nhất hướng địa ngục, hai là thành cái dạng trường bò, có nghĩa là súc sanh đó. Quanh co đi. Thì đó là chúng ta học từ trong kinh Đức Phật dạy về cái lý nghiệp liên quan đến gì? Đến giới trộm cắp. Quanh co đi. Rồi thấy ổn chưa? Ổn thôi, không ổn bằng nữa. Sư câu hỏi tiếp theo là thời gian sau cô B đã có tình cảm và đem tiền qua nhà của cô A, nhưng được hay tin là cô A đã mất. Như vậy thì cô B lúc này có phạm giới trộm cắp không thưa sư? Và lúc này cô B đã làm gì để mất tiền trên để không bị phạm giới? Cái món tiền đó thì đâu cần nói. Nói đến cái lúc cái ngày bà cầm tiền qua bên nhà bà chết đó thôi. Đúng không? Thì quay lại bà giữ cái tâm tới đó thì bà đâu có trộm gì của người ta đâu. Phải không? Nhưng nếu cái vị kia chết mà còn để lại cái gọi là cái quyền để mà con chồng vợ gì đòi á, đó mới là vấn đề. Chứ còn ta giữ cái tâm cho tới ngày ta có tiền ta mang qua mà vị kia đã chết rồi mà, hiểu không? Ta đâu có phạm gì đâu. Còn bây giờ tiền này có ai nhận không? Nó dễ ở đâu có. Tiền có người nhận, người khác còn không có người nhận. Không lẽ quăng chơi hả? Đơn giản vậy thôi. Ổng chơi, ổng ổng bàn nha. Mốt mắt gút rồi đừng lộ thừa sư á. Bàn cho nó im đi rồi ngủ mới được. Rồi bà con nào có bạn gì nữa không? Là trong máy lớn ít người nên là rồi không có ai bàn câu gì nữa thì chúng ta hồi hướng và chúng ta nghỉ. Không bàn nghỉ. Trước khi nghỉ thì xin hồi hướng phước này đến những vị nào đang nghe biết, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ lãnh phần phước này để hỗ trợ cho pháp hành, để sớm chấm dứt phiền não trong ngày vị lai không xa. Rồi hồi hướng đi này. Bhagava tu sa pa mang galang rakhan tu sa pa dai wata sa pa buddha na pha we na sa ra sa thi pa wan tu te Bhagava tu sa pa mang galang rakhan tu sa pa dai wata sa pa tham ma na pha we na sa ra sa thi pa wan tu te Bhagava tu sa pa mang galang rakhan tu sa pa dai wata sa pa sang kha na pha we na sa ra sa thi pa wan tu te